Giống chó hơ mông cộc đuôi là giống chó bản địa cổ xưa của người dân tộc hơ mông ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Giống chó hơ mông cộc đuôi có khả năng thích nghi cao với các điều kiện ngoại cảnh khác nhau. Giống chó hơ mông cộc đuôi là một trong bốn tứ đại quốc khuyển Việt Nam, ba tên còn lại là giống chó Phú Quốc, giống chó Bắc Hà, giống chó Jin Go Đông Dương. Thuộc giống chó có trọng lượng trung bình từ 18kg với chó đực cho cái khoảng 16kg đến khoảng 25kg. Toàn thân cơ bắp đậm chắc và hơi dài, khung xương rộng và đầu to. Giống chó hơ mông cọc đuôi là giống chó có thể lực tốt và có khả năng thích nghi với môi trường cao. Một vài tiêu chuẩn quan trọng lựa chọn giống chó hơ mông cọc đuôi. 1. Đuôi Chó đuôi cọc bẩm sinh, đuôi dài từ 3 đến 13 cm. Đuôi luôn vảnh cao nhưng không dư dự... đứng lên trên. Tiêu chuẩn đuôi chó hơ mông cọc đuôi. 2. Lông Lông dày, thẳng và cứng. Chó có hai lớp lông, lớp bên trong mềm, lớp ngoài thô cứng. Ngoài ra thì lông vùng gáy dài nhất khoảng 4,5cm, trên toàn thân là khoảng 2,5cm. Màu lông, giống chó hơ mông cọc đuôi có 3 màu lông khác nhau, màu lông đen, màu vện hoặc màu hung nâu không lẫn đốm màu khác. Đây là ba màu điển hình được ưa chuộng, ngoài ra còn một số trường hợp khác có màu trắng, vàng nhạt. 3. Mõm Mõm giống chó hơ mông cọc đuôi hơi ngắn và rộng ngay từ phần dưới mắt thu hẹp dần về phía chóp mũi. Lưỡi to thường có các vệt đen hoặc tím, đôi khi là toàn bộ lưỡi màu đen hoặc tím. Chó không tiết nước bọt quá nhiều trong mọi điều kiện thời tiết. 4. Mắt Mắt không to, không lồi và khá sâu, có hình ô van và hơi xếp. 5. Tai Tai dựng đứng, không quá to và gần giống tam giác đều và luôn hướng về phía trước. 6. Chân Hai chân trước cơ bắp Gân vuông và không mập hai chân thẳng và song song với nhau. Hai chân sau thẳng và song song với nhau khi nhìn từ phía sau, các góc gập của khuỷu chân khá thẳng. Bắp đùi có hệ cơ phát triển và chắc khỏe. 7. Chuyển động. Điểm nổi bật của giống chó hơ mông cộc đuôi là sự khéo léo, linh hoạt. Chúng có khả năng leo dốc nhanh và dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật. Chó hơ mông cộc đuôi có khả năng di chuyển tốt và nhanh nhẹn trong những địa hình phức tạp. Địa hình rậm rạp, rừng núi nhiều cây cối. 8 lưng, lưng chắc khỏe, rộng và mềm dẻo. Trên lưng có vệt lõm dọc sống lưng rõ nét. 9. Các tỷ lệ quan trọng giống chó hơ mông cộc đuôi. Chiều dài đầu lớn hơn hoặc bằng 40% chiều cao thân trước. Chiều dài mõm bằng khoảng 40% chiều dài đầu. Chiều rộng đầu lớn hơn hoặc bằng 50% chiều dài đầu. Vòng cổ chân trước từ 8,5cm đến 11cm tỷ lệ vòng cổ chân trước trên chiều cao thân trước, chỉ số phát triển của xương bằng 17% đến 20% với chó cái và 18% đến 21% với chó đực. Chiều cao tính đến chóp vai, 48, 54cm. Chiều cao tính từ hông xuống, gần bằng chiều cao tính từ vai.